chẳng có ai hoàn hảo cả. Hoàn hảo lên bàn thờ ngồi cho người ta lạy rồi, còn đứng đây là còn nhiều khiếm khuyết đúng không? Đó. Nên các bạn nhớ nhé, học xong nhiều bạn nói em ngưỡng mộ thầy quá. Tôi bảo chờ lúc nào tôi xuống mộ em cứ việc ngưỡng. Còn giờ chưa xuống mộ, chưa cần ngưỡng mộ vội. Mình bắt đầu đi vào yếu tố bên trong. Yếu tố bên trong khó hơn yếu tố bên ngoài. Cái tiến trình học các bạn để ý, muốn đi vào được yếu tố bên trong thì học là cái khởi điểm để đi vào bên trong. Cái đứa trẻ các bạn đẻ nó ra rồi, nó bắt đầu việc đầu tiên là nó học từ ba mẹ, đúng không? Nó thấy ba mẹ nói gì làm gì nó làm y chang. Bắt đầu giai đoạn học xuất hiện. Sau rồi nó đến lớp rồi nó đọc sách, tất cả mọi thứ học xuất hiện. Tiến trình học là gồm 3 bước: quan sát, phân tích và đúc kết. Có 3 bước này thôi. Đây là cái tiến trình học. Các bạn có thể sửa nó lại: quan sát, lắng nghe đa chiều để nạp thông tin chất lượng. Phân tích thì các bạn có thể sửa nó lại là suy nghĩ, suy ngẫm, chiêm nghiệm đều được nha. Mình chiêm nghiệm lại đó, mình suy ngẫm lại đó. Rồi, đúc kết là gì? Là cuối cùng thì chọn ra yếu tố cốt lõi. Chọn ra cái gì cốt lõi nhất của cái vấn đề mình học, mình giữ lại cho mình, gọi là đúc kết. Đúc kết có thể gọi là ra quyết định được không? Được. Các bạn quan sát một sự vật hiện tượng cho nó đa chiều, cho nó đủ. Lắng nghe và quan sát nó đủ lâu và đủ sâu. Rồi các bạn suy ngẫm về nó, phân tích về nó. Rồi cuối cùng các bạn ra quyết định là sự việc này nên xử lý như thế nào, có không? Cũng là tiến trình này thôi. Nên như thế nào? Thì cái người nào mà muốn đi dài và đi sâu sắc hơn thì nên bước vào bước thứ tư. Khi các bạn đúc kết được rồi, có chiều sâu rồi thì nên viết lại, nên trình bày lại. Trong quá trình các bạn viết lại, trình bày lại, có điều kiện thì các bạn chỉ lại cho người khác, giảng lại cho người khác nghe, bạn bè, con cái, đồng nghiệp chỉ dẫn. Thì trong quá trình các bạn dạy lại, các bạn chỉ lại cho người khác thì nó bị một cái gì? Bị người ta phản biện và bị người ta đặt những câu hỏi mà mình bí. Thì khi mà mình bí thì mình phát hiện ra là mình học còn nông chứ có sâu. Thì mình lại lặp lại, quan sát, phân tích, đúc kết. Mấy hôm sau lại lôi ra trả lời cái câu người ta thắc mắc. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn sâu sắc dần lên. Chẳng có ai quan sát, phân tích, đúc kết một lần mà thành Einstein được. Cái công thức của ông Einstein mất 20 năm. Vậy là ông ta quan sát, phân tích, đúc kết hàng chục nghìn lần. Cái bóng đèn điện của Edison muốn làm ra được, ông ta quan sát, phân tích, đúc kết 10.000 lần. Lần thứ nhất ông ta làm, bóng đèn cháy. Lần thứ hai ông ta làm lại. Theo các bạn, lần thứ hai làm lại giống y lần thứ nhất hay có cải tiến? Có cải tiến. Vậy ông ta có quan sát và phân tích, đúc kết lại sau lần thứ nhất không? Có chứ. Gì nữa? Vậy ông ta phải làm khác đi. Chính là tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết. Thấy lỗi rồi mình sửa nó đi một tí. Cứ như thế ông ta làm đủ 10.000 lần thì cái bóng đèn đầu tiên xuất hiện. Và từ đó trở đi chúng ta có bóng đèn điện. Vậy phát minh sáng tạo cũng là tiến trình này. Vấn đề ai lặp đi lặp lại đủ lâu người đó thắng. Đúc kết đủ sâu, quan sát đủ đa chiều và phân tích một cách suy ngẫm, phân tích một cách sâu sắc thì người đó chiến thắng. Trong hôn nhân gia đình các bạn có đi qua cái bước này không? Quen một người nào đó có phải quan sát lắng nghe họ không? Chứ không phải quen nhìn thấy cái ngày mai cưới ngay, đúng không? Quen mà ngày một lúc ngày mai đòi cưới ngay là các bạn hành xử thiếu sự suy ngẫm, thiếu sự đúc kết, thiếu chín chắn, bị sống lệ thuộc vào cảm xúc. Một ngày mà đòi cưới, hai ngày mà đòi cưới thì người ta gọi là tình yêu sét đánh. Mà đặc thù của sét đánh, một lúc sau rút ra là hai con chó thui thì mới là sét đánh chứ.
Nên thường những cặp nào quen vài tháng rồi cưới là tôi nghi ngờ lắm. Dưới một năm mà cưới là thường tôi đặt dấu hỏi rất lớn. Tôi bảo coi chừng chưa hiểu hết nhau mà đã cưới. Chưa tìm hiểu hai họ, chưa tìm hiểu ưu và nhược. Tìm hiểu chính là tiến trình quan sát, phân tích và đúc kết về chính mình có phù hợp với họ không. Họ như thế nào, mình như thế nào, ráp hai cái bánh xe này có ăn khớp không? Nếu chưa ăn khớp thì cách nào để điều chỉnh cho nó ăn khớp trước khi cưới? Điều chỉnh nó ăn khớp 70% rồi mới cưới. Nhiều người ăn khớp có 20% đã cưới, nghĩ 80% còn lại về tự nhiên nó trơn tru, quên đi, không có trơn tru đâu. Về vì vênh nhau 80% mà nó chết đấy. Tôi gọi hiện tượng đó là đôi đũa lệch. Hiện tượng đôi đũa lệch. Vợ chồng mà xấp xỉ với nhau về mọi hiểu biết, về cả tấm lòng cũng xấp xỉ với nhau, đạo đức cũng xem xem, trí tuệ cũng xem xem, thì vợ chồng đó bền vững. Còn một người thông minh hơn hẳn, một người dốt hơn hẳn thường gãy đổ. Một người đạo đức tốt, một người đạo đức xấu, đôi đũa lệch gãy đổ. Hai người rất thông minh, coi như 1 9 1 10 đi, nhưng một người tâm hướng thiện, còn một người chuyên gia ích kỷ, đố sống được với nhau. Lúc yêu thì nó bỏ qua, ích kỷ một tí chắc cũng được, nhưng lấy về rồi nó không chấp nhận. Cuộc sống tự nhiên nó thành địa ngục quá. Nên các bạn mới thấy ông già Noel, cuộc đời ông ta làm cái gì? Tâm hướng thiện không? Nhiệm vụ của ông già Noel là làm gì? Là chỉ suốt ngày chỉ đi phát quà thôi. Đến ngày lễ Noel là phát hàng tỷ quà. Như vậy là 364 ngày còn lại là ông ta làm được gì? Gói quà. Đấy. Vậy vợ mà lấy thì phải sao? Thì tâm phải cho đi giống ổng mới lấy được. Tâm mà không tốt giống ổng là không lấy được. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tức là đôi đũa nó đừng có lệch. Nên ông già Noel cả đời không lấy được vợ. Bạn thấy chưa? Ông già Noel đâu có vợ đâu. À. Rồi mụ phù thủy tại sao không có được chồng? Mụ phù thủy cũng không có được chồng bây giờ. Vì mụ phù thủy toan tính nhiều quá. Chúng ta toan tính quá nhiều cho cái bản thân mình thì không ai dám lấy mình. Vì tìm một người đồng điệu quá khó. Đôi đũa lệch chứ. Đôi đũa lệch. Nên chúng ta mới quan sát, phân tích, đúc kết lại cuộc đời. Chúng ta mới thấy là để hạnh phúc bền vững thì đôi đũa nó phải không lệch hoặc là ít lệch. Vậy lỡ trí tuệ của mình giỏi hơn vợ nhiều quá thì sao? Lấy rồi mà nó lệch, mình 8, vợ có 5 thì sao? Chính xác phải đưa vợ đi học nhiều, tam bảo phải vận hành trong vợ mạnh lên. Xong mình phải giả ngu đi một tí thì đôi đũa nó mới hết lệch. Còn lúc nào mình cũng chứng minh mình giỏi hơn vợ là đôi đũa nó vẫn cứ lệch. Phải đôi khi phải giả ngu một tí, đôi khi phải khờ đi một tí. Mình khôn với bên ngoài thôi, nhưng về nhà phải đơn sơ đi một tí thì nó êm trở lại. Người có trí tuệ là chỗ đấy đấy, họ biết cách điều chỉnh cho nó hài hòa. Rồi lỡ vênh về đạo đức thì sao? Lỡ vênh về đạo đức cũng chua lắm đấy. Đạo đức sửa cũng chua. Cũng sống chung tam bảo là vênh đó. Ví dụ đi làm thiện nguyện, tức là nhóm bạn tốt, thì đi đâu hãy cố lôi vợ theo. Lôi miết rồi nhiều khi bà sau này làm thiện nguyện nhiều hơn mình. Phụ nữ họ không thích thì thôi, chứ họ đã thích thì họ lao vào như con thiêu thân. Nên người ta mới nói là thiện nam tín nữ. Người nam là tâm hướng thiện, còn người nữ là tâm tin cậy. Đã tín rồi là làm thôi, chứ chả cần biết đúng sai gì. Tín nữ mà, tín là tin. Thiện nam là người nam thấy việc này thực sự tốt, đúng đắn, họ bỏ tiền ra làm. Còn người nữ chỉ cần tin ông thầy là làm, không cần biết việc này nó thiện hay ác. Nhưng thầy nói là đúng, vậy đó. Nữ là bị cái bệnh đó nha. Đọc quyển sách đó mà hay rồi là quyển dòng nào trong đó nó nói cũng đúng. Trời, nó hay nhiều khi nó hay được một chương thôi, còn chương kia nó dở. Vì cái đó gốc là gì? Gốc thiếu tuệ đấy. Khi mình có trí tuệ thì mình biết cái trang nào nên giữ và trang nào nên bỏ.
Ông thầy dù có hay đến đâu chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót. Chẳng có ai hoàn hảo cả. Hoàn hảo lên bàn thờ ngồi cho người ta lạy rồi, còn đứng đây là còn nhiều khiếm khuyết, đúng không? Đó. Nên các bạn nhớ nhé, học xong nhiều bạn nói em ngưỡng mộ thầy quá. Tôi bảo chờ lúc nào tôi xuống mộ em cứ việc ngưỡng. Còn giờ chưa xuống mộ, chưa cần ngưỡng mộ vội. Chúng ta thử quan sát phân tích đúc kết về nuông chiều. Nuông chiều, chúng ta để chữ nuông chiều vào đây. Thông tin là cha mẹ nuông chiều con. Các bạn mới quan sát đa chiều, tức là quan sát thử 20 gia đình nuông chiều con, 100 gia đình nuông chiều con. Các bạn phân tích là những hiện tượng gì xảy ra trong đời sống của cái đứa trẻ được nuông chiều. Một năm điều gì xảy ra, 5 năm điều gì xảy ra, 10 năm điều gì xảy ra, rồi đến khi nó 20 tuổi, đúc kết lại, nó là gì? Các bạn sẽ thấy trong 20 gia đình, trong 100 gia đình nuông chiều, sau 20 năm, 90 đứa trẻ bị hư. 10 đứa trẻ thì may mắn không hư. Còn 90 đứa trẻ tự nhiên nó hư, nó yếu đuối, nó nhát sợ, nó ích kỷ, nó cá nhân, nó đòi hỏi cha mẹ phải cung phụng nó. Và thậm chí có những đứa còn đòi giết ba mẹ nó nếu không nuông chiều nó tiếp. Đúng không? Bị cái này rất nhiều. Đó. Thì chúng ta mới đúc kết ra một cái quy luật là gì? Một cái nguyên lý, ý chí là gì mới ghi ra? Nuông chiều là nhân, thì về sau ỷ lại và ích kỷ là quả. Đúc kết ra thành một câu để ghi lại thật to, trình bày đơn giản, dán từ A4 tôi đúng. Nuông chiều con cái, nuông chiều nhân viên, quả là ỷ lại và ích kỷ. Ghi vào thế thôi, tôi đúng dán lên. Cũng nhờ tiến trình quan sát phân tích đúc kết. Vậy là tiến trình này nó xuất hiện khắp mọi nơi, nhưng vì chúng ta ít xài, đúng không? Vì chúng ta ít xài nên chúng ta hiểu không có sâu. Vì không có sâu nên chúng ta mới tiếp tục nuông chiều con.